thính giả thân mến, mời quý thính giả nghe đọc chương 13 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 13 này có tựa đề Khúc Quanh Đầu Tiên Trong Đời 1948, dành cho chuyện kể của người mẹ. Tóm tắt kỳ trước, Long kể chuyến về nước thăm quê hương đầu năm 2007. Khi đến Hà Nội, được ông bà thông gia hướng dẫn đi thăm thủ đô và đặc biệt tìm lại trường Santa Maria là nơi Long lần đầu tiên cắp sách đến trường. Nay là một bệnh viện, nhưng vẫn còn một phần nhỏ để cho các bà sơ vẫn còn sống ở đấy. Long ơi, còn một chuyện quan trọng nữa trong đời con mà muốn kể đầy đủ một lần cho con nghe. Con cũng đã biết qua rồi, nhưng mà muốn cho con biết rõ tất cả chi tiết đầu đuôi câu chuyện này. Ở nhà ai cũng gọi con là Long, nó là tên mợ đặt cho con lúc con lọt lòng. Nhưng ở trường, bạn bè vẫn gọi con là Jean-Martin. Cái tên này ở đâu ra, ai đặt cho con? Con cũng biết đó là tên của cha con, nhưng làm sao con có được giấy tờ chính thức để mang tên ấy? Khi gia đình mình hồi cư về Hà Nội năm 1948, con được cơ quan xã hội của Pháp lo cho con vì con lai Pháp, và từ đó gia đình mình cũng được hưởng lây. Quan trọng hơn là cả nhà đã làm lại giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, con có một giấy khai sinh mới, giấy tờ cũ đã mất hết từ khi còn ở Sài Gòn, trong vụ đến ngủ nhờ nhà ông quan năm người Pháp. Khi từ Phúc Yên lặn lội hồi cư về đến Hà Nội thì cả nhà trong cảnh lôi thôi lếch thếch. Riêng Long là một đứa bé 4 tuổi, mặt mũi xinh xắn, trắng trẻo, trông không ai bảo là người Việt cả. Nhưng lại mặc bộ quần áo vải nâu mẹ may cho, chân đi guốc, chẳng khác nào một đứa bé quê. Đã thế, lại không biết nói một tiếng Pháp nào, mà nói tiếng Việt với giọng Bắc thì rất sõi. Những người làm việc trong cơ quan xã hội của Pháp thấy thế rất thương, và càng cưng hơn nữa vì sự tương phản giữa bề ngoài Pháp và bề trong Việt Nam của Long. Ngoài quần áo và thực phẩm được phân phát cho những người hồi cư, họ còn cho thêm bánh kẹo, sô-cô-la. Lần đầu tiên trong đời, Long được nếm mùi cái kẹo Tây, được biết thế nào là kem cây. Một người đàn ông lớn tuổi phụ trách cơ quan xã hội ở đấy, đó là một ông trung tá người Pháp đã về hưu. Ông này đặc biệt cưng con lắm. Mỗi lần mợ mang con đến là ông ôm con vào lòng như con cháu ruột thịt của mình vậy. Ông nói với mợ sẽ lo cho con có quốc tịch Pháp, vì theo ông thì với khuôn mặt của con, ông chắc chắn cha con là người Pháp, không cần phải đợi mợ nói ra mới biết. Ông nói là mặc dù con không có giấy tờ gì cả, con vẫn có quyền có quốc tịch Pháp theo luật lệ gì đó mợ không biết. Để biết thêm về luật lệ đặc biệt này, xin đọc một chú thích cuối sách về chuyện này. Năm 1928, chính phủ Pháp ở Paris ra một loạt nghị định nhằm giải quyết tư cách pháp lý của các con lai tại các thuộc địa. Nghị định có giá trị như một luật, nhưng không do quốc hội bầu ra mà do tổng thống ban hành. Riêng nghị định dành cho Đông Dương được ký ngày 8 tháng 11 năm 1928. Nghị định này cho phép được nhập quốc tịch Pháp những người sinh ra trên lãnh thổ Đông Dương có cha hoặc mẹ không biết chính thức nhưng giả định là thuộc chủng tộc Pháp. Trong bản án thế vị khai sinh của tác giả không ghi là chủng tộc Pháp mà ghi là có quốc tịch Pháp. Có lẽ do một nghị định sau này hiệu đính lại việc dùng từ chủng tộc vì nó không phù hợp với tinh thần của Cộng hòa Pháp từ đầu. Muốn vậy, ông hỏi mợ về cha con tên gì, làm gì,
cấp bậc gì ở đâu, vân vân. Ông ghi chép rất tỉ mỉ, rồi hứa sẽ làm thủ tục hồ sơ đưa lên tòa án để xin giấy tờ hộ tịch cho con. Ông nói vì phải qua tòa án nên việc này khá lâu mới xong, mợ về chờ vài tháng sẽ có tin. Rồi một hôm mợ nhận được giấy gọi đến cơ quan xã hội để lấy giấy tờ. Ông trung tá về hưu đưa cho mợ một giấy viết bằng tiếng Pháp. Ông nói phải giữ thật kỹ vì đó vừa là giấy khai sinh của con, vừa là giấy chứng nhận con có quốc tịch Pháp. Đó là một chứng thư của tòa sơ thẩm Sài Gòn ký ngày 29 tháng 5 năm 1948. Trong đó tòa phán quyết là Martin Jean sinh ra tại Sài Gòn ngày 20 tháng 11 năm 1944, mẹ là Lê Thị Kim, cha vô danh trên pháp lý nhưng xem như có quốc tịch Pháp và được xác nhận là công dân Pháp. Thế là từ đó con biến thành một công dân Pháp với một tên Pháp, tên của cha con, không còn mang tên Long với họ của mẹ nữa. Ngay cả ngày sinh của con cũng thay đổi, và điều này không phải do mợ muốn. Mợ cũng không hiểu tại sao họ lại đổi ngày sinh của con. Thật ra sau khi về nhà rồi, cậu đọc kỹ văn bản bằng tiếng Pháp mới khám phá ra chỗ sai này. Nhưng đối với người Việt mình, ngày sinh trong dương lịch không quan trọng lắm. Ngày tháng năm sinh trong âm lịch mới cần ghi nhớ. Vì vậy mợ cũng chẳng nghĩ đến việc xin sửa đổi lại ngày sinh của con làm gì. Về sau suy nghĩ lại, chắc là khi nhân viên ở cơ quan xã hội hỏi ngày sinh của con, họ đã ghi sai. Mợ trả lời là con sinh năm 1944 và mợ nhớ là ngày 20 tháng chạp âm lịch, không nhớ theo dương lịch là ngày nào tháng nào. Người lo giấy tờ không có bảng đối chiếu ngày Tây ngày ta nên ghi là ngày 20 tháng 11, tức là bớt đi một tháng vì âm lịch và dương lịch chênh lệch nhau khoảng một tháng. Nhưng họ lầm ở chỗ là đáng lẽ khi đổi từ âm lịch qua dương lịch phải tăng lên một tháng, tức là ngày 20 tháng giêng, họ lại bớt đi một tháng, thành thử ra tháng 11. Họ ghi là 20 tháng giêng năm 44 thì cũng không đúng, nhưng chỉ sai có ít ngày thôi. Còn trường hợp con họ ghi 20 tháng 11 nên sai cả đến 10 tháng. Nhưng cái tên mới và giấy tờ mới này sẽ chỉ bắt đầu dùng 2 năm sau đó, khi Long bắt đầu cắp sách đến trường. Ở nhà vẫn tên là Long, mọi người vẫn gọi là Long, không ai nhắc đến tên Pháp cả. Và cả mãi đến sau này, tên Pháp cũng sẽ chỉ được dùng ở trường và chỉ có bạn học mới nhắc đến tên đó mà thôi. Cũng vào dịp này, cậu mợ của Long làm giấy thế vì khai sinh và hôn thú, vì chạy loạn có còn giấy tờ gì nữa đâu. Nhân cơ hội này, ông cha dượng của Long rút bớt xuống 7 tuổi, nên trên giấy tờ cùng sinh năm 1921 như mẹ của Long. Nhưng thật ra ông tuổi dần, tức là sinh năm 1914. Hồi đó, ai cũng có khuynh hướng muốn rút tuổi xuống, nhất là trẻ con, vì loạn lạc, bị học hành trễ, nên rút tuổi đi cho đúng vào lớp học. Còn người lớn rút tuổi xuống cũng vì loạn lạc, thời trẻ đâu có làm việc gì cố định để tính vào thâm niên công vụ, nên rút tuổi xuống để khi làm việc sau này có đủ năm đi làm thì mới có hưu trí đầy đủ. Tưởng thế là hay, ai ngờ sau này việc rút tuổi lại hóa ra là tai hại, lái hẳn số phận của cả nhà theo một chiều hướng khác. Nhắc lại chuyện giấy tờ của con, mợ lại nhớ đến một chuyện khác cũng vào lúc đó, chuyện quan trọng đối với mợ nhưng còn quan trọng hơn nữa đối với con. Khi ông trung tá Pháp đã về hưu ở cơ quan xã hội hỏi mợ chi tiết về cha của con để làm giấy tờ,
Ông cũng hứa sẽ tìm tin tức của cha con xem bây giờ ở đâu, làm gì. Mợ nói là mợ cũng muốn biết vì tò mò thôi. Thật ra mợ xem chuyện làm giấy tờ quan trọng hơn là tìm tung tích của cha con. Vì đối với mợ, đấy là chuyện ngày xưa. Nay mợ đã có chồng Việt Nam rồi, sắp có con với người ta, nên mợ không muốn gợi lại chuyện đó nữa. Ông ấy nói là mợ cũng có lý của mợ, nhưng theo ông thì con cũng nên biết tin tức về cha của con hiện nay như thế nào. Đến ngày có giấy tờ, mợ dắt con theo đến gặp ông ấy, thì ông ôm con vào lòng và nói là con mồ côi cha rồi, vì cha con đã tử trận ở Lạng Sơn trong cuộc đảo chính Nhật tháng 3 năm 1945. Nghe tin đó, mợ cũng bồi hồi xúc động, vì tuy đã mấy năm xa cách, không còn liên lạc gì nữa, nhưng dù sao, đó cũng là cha của con. Rồi mợ bỗng nhớ lại một chuyện khác. Khi con mới sinh ra, bà ngoại đi xem ông thầy bói mù ở đâu đó. Bà ngoại cho ông ấy biết ngày giờ năm tháng sinh của con. Ông thầy bói mù bấm độn hay làm gì đó mà phán một câu xanh dần. Thằng nhỏ có số xung khắc với cha, hai cha con không thể sống cùng được. Có cha thì không có con, mà có con thì không có cha. Bà về nói lại với mợ thì mợ không tin tí nào cả. Thật ra là không muốn tin, nhưng vẫn bị ám ảnh. Và mợ cứ lo ngay ngáy, vì hồi đó trẻ sơ sinh cũng dễ mất lắm, nhất là trong điều kiện sống khó khăn, ăn uống thiếu thốn, thuốc men thì không có. Khi thấy con lớn lên khỏe mạnh, mợ quên dần lời ông thầy bói mù kia, không còn nghĩ đến nữa. Không ngờ khi con được 4 tuổi thì được ông trung tá Pháp về hưu cho biết là cha con đã tử trận, lúc con mới được 14 tháng. Mợ rùng mình, có tin lời thầy bói được không? Quý khán giả vừa nghe đọc chương 13 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 14 với tựa đề Đi tìm tung tích cha hồi 1. Chương này viết dựa vào nhật ký của Long. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị khán giả và hẹn quý vị kỳ tới.